dân thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết dương lịch. Lỗ ngay 6 triệu đồng khi mua một lượng vàng SJC. Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỷ đồng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo số 6601, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, do biện pháp thi công của nhà thầu liên doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thực hiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nên khi đóng thử cọc tại các đoạn kè, sàn giảm tải tại mấu trụ cầu thuộc dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định làm ảnh hưởng nứt nhà của người dân. Vườn hoa hướng dương ở công viên bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức là địa điểm tổ chức tuần lễ chào đón năm mới 2024 với chủ đề Hội tụ Thủ Đức, đang trở thành điểm check-in mới thu hút người dân từ khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024. Tuy nhiên, khi đến vườn hoa hướng dương, người dân mong muốn sẽ có thêm ghế đá và ô che để không còn phải đội nắng check-in. Thời gian gần đây, chạy dọc theo các tuyến đường ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, một số xe hủ tiếu gõ vỉa hè đã có dán mã QR để khách hàng thanh toán. Giờ đây, khi mua một tô hủ tiếu chỉ 15.000 đồng, khách hàng vẫn có thể thanh toán bằng thao tác đơn giản thông qua việc nhấp chạm quét mã QR mà không cần dùng đến tiền mặt. Hình thức này đã nhận được hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Thưa quý vị, thời buổi công nghệ phát triển, người dân có xu hướng mua hàng qua các kênh trực tuyến thay vì đến tận nơi. Theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay, lượng khách đi xem và mua đào chỉ tập trung chủ yếu vào những gia đình khá giả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Dù chưa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng những ngày này, ông Hùng vẫn nhận đều đặn những đơn hàng chờ độc cảnh giao cho khách. Tôi chở đi ngay được vài chuyến, không hiểu người ta mua mấy triệu. Một cái cành này mấy triệu à? Ừ, mấy triệu, người ta mua mấy triệu. Có khách thì tôi gọi, người ta gọi tôi thì tôi đi. Ừ, chứ không phải cứ giờ được. Vì nghề xe ôm kiếm tiền mà. Hôm nay làm thêm này à? Làm thêm thôi, thì vừa làm vừa chơi thôi, 500. Tuy chưa vào cao điểm của các loại cây cảnh để phục vụ Tết, nhưng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, thị trường này vẫn khá nhộn nhịp dù mức giá đầu mùa là không hề rẻ. Còn với những người kinh doanh và trồng đào, mong muốn lớn nhất của họ hiện nay là dịp Tết Nguyên đán, thời tiết sẽ thuận lợi để đào nở đúng dịp, bù đắp được công sức chăm sóc của họ suốt cả một năm qua. Thời điểm Tết Dương lịch, nhiều sinh viên xem đây là cơ hội làm thêm gia tăng thu nhập nên chọn ở lại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nếu không may gặp phải doanh nghiệp ma, đối tượng xấu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Vì lý do quê ở xa, Tết Dương lịch được nghỉ ngắn ngày, nhiều sinh viên lựa chọn ở lại thành phố làm thêm thời vụ, kiếm thêm thu nhập. Với mức lương vô cùng hấp dẫn, công việc thời vụ dịp cuối năm thu hút rất nhiều các bạn sinh viên. Quê em ở Thanh Hóa, thì thời gian di chuyển về quê khá là lâu và dịp Tết Dương lịch thì thời gian nghỉ khá là hạn chế nên là em quyết định là ở lại làm thêm ạ. Vì dịp Tết và em đã quyết định là không về quê nên em mong là công sức của mình sẽ bỏ ra sẽ mang lại cho mình nhiều giá trị như là kỹ năng mềm về mức lương ạ. Hiện nay thì mình thấy là có khá nhiều những cái shop quần áo có thực hiện tuyển nhân viên thời vụ có những ưu đãi như là lương gấp đôi hoặc là tăng phần trăm lương cũng như thưởng Tết. Thì mình thấy là việc có những cái ưu đãi như này thì có thể thu hút rất nhiều người. Không yêu cầu kinh nghiệm, mức đãi ngộ cao, các công việc làm thêm thời vụ dịp Tết cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm, một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động thời vụ để lừa đảo. Rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo, tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Giá vàng hôm nay 30 tháng 12 tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Tập đoàn Doji niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 70 triệu đồng một lượng, bán ra là 76 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, chênh lệch mua bán vàng SJC bị đẩy lên ngưỡng 6 triệu đồng một lượng, tức là nếu mua vàng và bán lại cho cửa hàng ngay lập tức, người mua sẽ thu về khoản lỗ lên tới 6 triệu đồng một lượng. Ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng lớn, phạm vi hoạt động liên tỉnh với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, 12 bị can bị bắt tạm giam, 4 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Được quảng cáo là xe đưa đón tại nhà và trả đúng điểm hẹn, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang thu hút nhiều sinh viên học tập tại Hà Nội.
Điều đáng nói là dù dịch vụ xe ghép đang nở rộ cuối năm, nhưng hầu hết hình thức kinh doanh này vẫn hoạt động chui mà không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.